Câu hỏi tiếp theo là liên quan đến vấn đề thi EJU. Thì một số bạn đã xem cái video clip của mình về việc xin học bổng và thi EJU. Thì ở video clip đó mình có để một cái đường link dẫn đến PDF giới thiệu về kỳ thi EJU. Nhưng mà một số bạn vẫn muốn biết thêm về kỳ thi này thì mình đã tổng hợp một số thông tin như sau. Thì kỳ thi EJU thứ nhất là để chứng nhận là bạn đủ điều kiện để có thể sang Nhật du học và học vào trường đại học. Và kỳ thi này thì không có giới hạn về tuổi tác cũng như là số lần thi. Một năm thì tổ chức 2 lần, đó là vào tháng 6 và tháng 11. Kết quả thi thì có sau 1 tháng, có nghĩa là nếu thi tháng 6 thì tháng 7 biết kết quả, nếu thi tháng 11 thì tháng 12 biết kết quả. Và bằng này thì chỉ có giá trị 2 năm thôi. Trong kỳ thi EJU thì có những cái bộ môn gì? Thì thứ nhất là có thi về tiếng Nhật. Thi tiếng Nhật thì có thi về nghe, đọc và hiểu, và hoàn toàn là thi bằng tiếng Nhật thôi. Và một cái phần thi thứ hai đó là phần thi về kiến thức, thì phần thi này có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc bằng tiếng Anh. Thì trong phần thi kiến thức đó có thi môn toán, thi môn tự nhiên và thi môn tổng hợp. Thì thi môn toán đó thì có thể bạn chọn theo cái nhóm ngành của bạn, ví dụ như ngành chuyên về tự nhiên á thì môn toán đó bạn chọn sẽ khó hơn một xíu, còn nếu bạn chọn về hướng ngành xã hội thì môn toán đó sẽ dễ hơn một xíu. Tiếp theo là môn tự nhiên. Môn tự nhiên thì có môn vật lý, môn sinh học và môn hóa học. Thì bạn được quyền chọn 2 trong số 3 môn đó. Và cuối cùng là môn tổng hợp. Môn tổng hợp là người ta hỏi một số câu hỏi để kiểm tra về năng lực tư duy và lập luận của các bạn. Chúng ta có thể tự mua sách ôn thi EJU hay không? Thì mình nghĩ là tốt nhất là nên đến trường lớp để các thầy cô ôn luyện cho, bởi vì thi EJU có thể nói là tương đương với thi đại học. Vì vậy nên cái việc mà tự ôn luyện trong khi mình không có biết về kiến thức để thi đại học ở Nhật nó có tương ứng với ở Việt Nam hay không, thì nếu mà cái kiểu tự ôn thi như vậy thì nó khá là mông lung, nên tốt nhất là đến trường lớp để có thầy cô ôn luyện cho mình.